Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết gia đình cố Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng và Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về phía Bến Tre, tiếp và tham gia với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ. Tại nhà, cố Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thắp hương cố Phó Thủ tướng, ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 đến gia đình cố Phó Thủ tướng và mong rằng trong thời gian tới, gia đình tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội và là nhân tố kết nối góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng dịp này, đoàn cũng đã đến thăm chúc Tết Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại tướng đầu tiên và duy nhất người Nam Bộ. Năm 2011, ông nghỉ hưu và sinh sống tại quê nhà Bến Tre. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi đến Đại tướng lời thăm hỏi ân cần, gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp nhất tới gia đình, mong muốn Đại tướng sống khỏe, luôn theo dõi sự phát triển trưởng thành của quân đội.